đơn gây sốc, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã ly hôn. Hiện thì các trang báo xứ Trung và mạng xã hội Weibo đang lan truyền thông tin gây sốc. Sau 10 tháng công bố tin đã kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã ly hôn nhanh chóng. Nguyên nhân là bởi Phùng Thiệu Phong phát hiện Quý Tử Đầu Lòng không phải con trai có cùng huyết thống với mình. Theo đó, trên mạng xã hội chia sẻ màn hình đối thoại có ghi thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã ly hôn rồi bởi vì bệnh viện phát hiện nhóm máu của đứa trẻ không trùng với Phùng Thiệu Phong, còn nói Triệu Lệ Dĩnh là đôi giày hỏng. Về nguồn tin, người trong đoạn chat tiết lộ rằng vì đồng nghiệp của mình có quan hệ quen biết với một tập đoàn thời trang danh tiếng, chính quan chức cấp cao của tập đoàn này đã nói ra thông tin trên. Sau đó, một người trong nhóm chat tuyên bố họ không tin thông tin trên, nhưng người tung tin lại đưa ra lời phản bác. Lúc cô ta vừa kết hôn, một người bạn của tôi đã chia sẻ rằng đứa trẻ trong bụng là con của một quan chức cấp cao, Phùng Thiệu Phong chỉ là người bị đổ vỏ mà thôi. Tuy nhiên thì nhiều phía liên quan lên tiếng phủ nhận thông tin này, ekip tuyên truyền của Triệu Lệ Dĩnh đã lên tiếng cho biết họ sẽ liên hệ tới luật sư để xử lý tin đồn. Không chỉ vậy, một nguồn tin thân cận cho biết tình cảm của cặp đôi vẫn hết sức tốt đẹp. Phùng Thiệu Phong vừa tặng bà xã một chiếc đồng hồ trị giá 3 triệu tệ, tương đương là 10,5 tỷ đồng. Còn trong ngày của cha, Triệu Lệ Dĩnh tặng ông xã một chiếc xe hơi đắt tiền trị giá 4 triệu tệ, tương đương là 14 tỷ đồng. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh sinh con xong, trên mạng cũng từng xuất hiện tin đồn Phùng Thiệu Phong đối với Triệu Lệ Dĩnh không tốt, thường dở tính khí ông nội ra trường. Nhưng theo tình hình hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh có thể thấy cuộc sống của cô vô cùng hạnh phúc. Mấy ngày trước còn đích thân tuyên truyền phim điện ảnh do Phùng Thiệu Phong lồng tiếng. Cả hai công khai ân ái cũng là hình thức đập tan những tin đồn ly hôn trên.